Phân bón cung cấp các chất dinh dưỡng ví dụ như nitơ, phốt pho, kali và các vi lượng như sắt, manga và kẽm. Những chất này là những thành phần rất là cần thiết cho quá trình sinh trưởng, phát triển và hoa quả của cây trồng. Hãy thử ngay loại phân bón đó chính là Hitoco 06 bao kẽm sữa, một giải pháp hiệu quả để bảo vệ cây trồng phát triển, cây trồng một cách toàn diện nhất có thể. Được bổ sung phụ gia cần thiết với tỷ lệ đúng 100%, cung cấp cây trồng các vi lượng và khoáng chất quan trọng, giúp cải thiện sức khỏe và năng suất của cây. Công dụng của bao kẽm sữa có những công dụng vượt trội sau: cung cấp boron và kẽm tinh thiết, giúp làm dài và làm dai cuống hoa, cuống trái, tăng cường quá trình hạt phấn và tỷ lệ thụ phấn ở cây trồng, giúp cây vận chuyển dinh dưỡng và nuôi trái một cách nhanh chóng, đồng thời khắc phục tình trạng thiếu hụt boron và kẽm, chống được các hiện tượng như là vàng lá cây, hại cây trồng hoặc bạc lá non, xoắn lá, xoắn ngọn và tóp đọt, tạo màng giáp kẽm bảo vệ trái, ngăn ngừa các bệnh nấm và hạn chế được các hiện tượng như khô đen bông, giúp trái có một màu sắc bóng và đẹp vô cùng. Pha 25-30ml cho bình 25 lít nước hoặc 500ml cho 404 lít nước, sử dụng từ giai đoạn cây xuất hiện nụ hoa khi cây đậu trái và hình thành trái non, thực hiện định kỳ 7-10 ngày một lần để đảm bảo hiệu quả. Bà con muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 để tư vấn hoặc truy cập vào website kiensuhuy.vn.